Liên quan đến vụ việc diễn viên Lê Dư Bảo Lâm phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện Ung Bướu bị hai thanh niên đến đánh dằn mặt và nói rằng phát cơm vậy làm sao các quán ở đây bán, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc vì người làm từ thiện mà cũng bị đánh. Tuy nhiên, vụ việc này cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là vở diễn, lợi dụng phát cơm từ thiện để PR bản thân của nam diễn viên có biệt danh là Thánh Livestream này. Thực tế, trong clip cũng miêu tả, nam diễn viên không hề cãi lại hay phản ứng gì khi bị xô đẩy, còn hai thanh niên bịt mặt chỉ cua tay đánh không nặng nề. Bảo vệ bệnh viện cho biết đây là lần đầu tiên có cảnh tượng như thế này, khi đoàn phát cơm từ thiện cho những bệnh nhân nghèo thì có hai thanh niên bịt khẩu trang đến xô đẩy không cho phát. Do vụ việc diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc và xảy ra bên ngoài bệnh viện nên bảo vệ không thể ra can ngăn và cũng không hiểu rõ thực hư như nào. Bác xe ôm đón khách trước quán cơm bên cạnh cổng bệnh viện cho biết ông là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, kể lại: "Từ trước đến nay có rất nhiều người đến đây phát cơm từ thiện và không có ai bị đánh hay xua đuổi như lần này. Nhiều chủ quán cơm hủ tiếu rất bức xúc vì bị vu oan là kẻ xấu, thuê côn đồ đến phá chuyện phát cơm từ thiện." Phía Lê Dương Bảo Lâm xác nhận thông tin anh bị hành hung khi đang phát cơm từ thiện tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nam danh hài cho biết anh không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Diễn viên sinh năm 1989 kể, sau khi sự việc xảy ra, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã liên lạc động viên mình. Phần đông các nghệ sĩ cho rằng người của công chúng phải gánh chịu nhiều tai tiếng, kể cả khi làm việc thiện, việc tử tế. Mỗi ngày, bệnh nhân gặp khó khăn đều đứng tập trung trước cổng bệnh viện Ung Bướu để chờ nhận cơm từ thiện. Nếu phát cơm từ thiện là diễn để PR tên tuổi thì tự họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng với người có hoàn cảnh khó khăn, khi nhận được hộp cơm miễn phí cũng vui phần nào. Thế nên mong rằng sự việc sớm lắng xuống, còn các nhà mạnh thường quân sẽ tiếp tục vẫn phát cơm để giúp đỡ những người nghèo.